Thôi mình chào anh em nha. Nay cá mình nè, mình có cá bò hổm clip trước mình cấp câu. Với nay mình làm món cá nấu canh chua với lại cá rô kho nha. Đây có cá, này cắt thùng chia ở đây làm đôi quá. Cá rô rồi mới có mấy cá rô. Cái giá với lại rau muống nè. Lại cái này là kêu bằng cái tai tượng, miền Tây kêu bằng tai tượng nè. Với lại bắp chuối bào nhiêu đó thôi, với cá rô kho tộ ăn bữa cơm chiều thôi. Rồi đây là cái ớt này, gia vị. Rồi hiện giờ mình bắt đầu làm nha, làm để anh em coi có gì anh em góp ý giúp mình nha. Rồi thì mình đem bắt đầu làm nha. Rồi vậy em bắt đầu tiến hành đi làm nha. Đây giới thiệu cái bếp của mình nè, nấu ngoài Bình Kinh, bếp này có này là đúc tự mình đúc á, bếp này nè, này nấu canh chua mà nay mình đã còn mới làm kịp có cái bếp à, làm thêm cái bếp nữa mới được. Rồi vậy thôi bắt đầu mình làm nha. Đó, giờ bắt đầu tiến hành làm nha. Mình lọc cái tỏi này đây. Ốp cá nha, cho nó miếng tỏi thử mùi, cho vô miếng muối, dầu ăn. Này là nước màu. Niêm cũng niêm bình thường, đường tay là phải cho đường. Rồi vô miếng nước mắm nè. Rồi ốp đây, lát mình kho. Ốp cho nó chút xíu cho nó cứng con cá nha. Con chiều rồi, cái này chắc mình ốp hơi lẹ, ốp có nửa tiếng hồ, nấu nó canh chua. Không là mình rồi, để qua đây. Rồi mình đi bắt bếp. Kiểu miền Tây mình là nấu vậy không nghe anh em, có bếp ga nhưng mà mình nấu xấu như ngày xưa vậy, làm bếp khói ung, khói bếp lần chiều. Dùm lên gió quá trời này má. Củi này là củi dừa. Củi dừa nè. Rồi cái chảo nóng là mình cho dầu ăn vô nha.
tôm tươi mà mình đổ nước vô. Nước vô cá là này, cái nấu kiểu miền Tây là cá không có chiên, không có phi gì hết, không có tao gì hết. Rồi đổ nước vô, nước sôi bỏ cá là cá không bao giờ tanh nha anh em. Chứ đừng nói nấu vậy là tanh nha, không có tanh đâu. Sôi lên là bỏ cá vô thôi. Giờ mình đi chế biến rau muống rau này rồi kia. Thôi mình thời gian nó cũng tối rồi. Mình đại mình kho đại trên này, cái này trên bếp ga đại. Đấy, ốp xong rồi. Mình kho đại trên bếp ga đây. Cho lẹ, mình quay cho anh em coi đang thưởng thức nha. Này mình để nhỏ nhỏ lửa nè, tớ cá nè, nó rút đều à. Mốt là mình đầu tư thêm một cái nồi đất nữa nha, cái nồi đất kho cá này ngon. Nước rồi, đổ vô xí nước còn cho rồi nó rút xuống là đều là vừa, em nhỏ lửa ra thôi. Anh em thấy gì không? Cái này là trái tròn tròn, này là trái ớt nha. Chứ đừng nghĩ là trái nho chứ gì ăn xỉu luôn á. Ăn chừng 5-7 trái vô là xỉu luôn á. Đó, cái này là trái ớt nha. Đó, nước sôi rồi. Để mình chờ mình quậy me, lấy này mình này là mình làm nước me luôn, mình lược lấy cái hột ra. Cho vô chút muối. Cái nước nó trong dèo. Bây giờ cho cá vô nha. Nước sôi cho cá vô. À dạ. Ờ quá trời.
xíu bột ngọt. Nêm. Rồi là nước mắm là mình bỏ vô sau nha. Nấu theo kiểu dân dã thôi. Anh em nhớ xem hay nhớ cho mình một like nha, một đăng ký kênh nha, ủng hộ gia đình của mình nha, với kênh của mình phát triển thêm nha. Tại kênh mình mới lập ra nó cũng nhiều sơ sót, anh em cũng thông cảm nha. Chứ giờ cũng không biết nói gì, xin một lượt like và một đăng ký kênh là được rồi. Nếu anh em thấy thương thấy thích cảnh đồng quê như vậy rồi. Rồi giờ nó cũng gần chín này, rồi bỏ cho miếng ớt đi, cho cái cay. Nè nè nè, biết gì chưa, nè tắt mỡ nè, bỏ vô đó, bỏ vô nó mới kẹo nó mới ngon. Rồi để hồi nó chín là nó sệt lại là ngon. Rồi nè, giờ cá nó chín rồi, giờ mình nêm nếm lên, bỏ rau vô gác vô rau đâu là được. Nãy bỏ bột ngọt cà no rồi, cho mình thử coi nó chua đi. Cá sôi lên là chín cá rồi đó. Giờ mình bỏ rau vô là mình nhấc bếp xuống là được. Này là mình ngò gai nha. Ghê đầu bếp ghê không? Rồi giờ mình bỏ rau vô đây nữa là được nha. Mình bỏ rau muống vô trước nè, ít rau muống đó. Rau rồi bỏ ít thôi, xíu nó chín nè. Chuối nè. Rồi bỏ miếng giá vô nữa là xong. Giá đó, ngò gai xong rồi, đã tắt bếp. Vậy là tắt bếp thôi. Rồi vậy là giờ cũng tối rồi, này cũng tối rồi, nãy tôi tính ấy mà nó quần mình làm tùm lum hết, có mình tối rồi. Thôi vậy đợi lên mâm mà mình nấy nha anh em thưởng thức. Cái nồi cá của mình giờ là nó cần sệt nha. Giờ mình cho miếng tiêu vô rồi làm vậy nó mới ngon.
Rồi bỏ hành lá vô. À, quá xuất sắc. Rồi xong, cái nồi vậy là xong, tắt bếp. Rồi chào cả nhà nha. Rồi chào cả nhà. Mời cả nhà dùng cơm. Đây là bữa cơm chiều mình đã làm từ chiều giờ cũng xong rồi. Mời anh em ăn dùng cơm với mình nha. À, dùng miếng cá lóc rồi. À, lóc này bữa hổm mình câu nè. Lóc chấm nước canh chua mà chấm dưa ớt. Ngon canh chua kìa, ngon cá kho. Cũng mình nấu cũng cơ bản thôi chứ không có ngon gì mấy nha anh em. Hay mình làm cơm chiều mà. Anh em mới thấy là hay thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh để cho con mình phát triển nha anh em. Khuyến khích mấy anh em đừng coi lúc 8 giờ tối, 12 giờ tối nha. Coi này thấy ăn là đói bụng á. Là đi ăn mì á. Cái này cũng được. Ngon quá. Bà nấu ngon. Ngon. Quá tuyệt vời. Bà nấu cái món này là xuất sắc. Còn cá lóc không? Còn cá lóc nè. Có dính chè không? Không. Vậy thôi, video cũng dài nha anh em. Để chào anh em.